ơi, em muốn vào em học luôn cái lớp điều trị nâng cao mà em không cần học hoặc chất luôn chị. Không. Vì sao? Không. Khi các bạn phải nắm rõ cái cơ chế các hoạt chất dược mỹ phẩm được ứng dụng vào trong cái giai đoạn nào, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi hay là chuyển hóa da. Vậy thì nếu như mà bắt các bạn vào trong cái điều trị chuyên sâu với Bích, Bích sẽ nói à da này sẽ cần phải làm gì, cân bằng lại cái hệ bài tiết, chúng ta phải phục hồi, chúng ta phải nuôi dưỡng cái bề mặt da. Thì Bích nói chúng ta sẽ ứng dụng hoạt chất đó. Thì các bạn biết được cơ chế hoạt chất đó là gì hay không? Các bạn biết được công năng của nó sử dụng gì hay không? Và một cái điều mà chúng ta sẽ luôn luôn nghe trong cái khóa học của Bích đó là Protein. Protein là gì? Là một cái phác đồ kê đệm. Khi chúng ta kê một cái hoạt chất cho một cái bước này, nó sẽ là một cái bước đệm cho một cái hoạt chất đi sau đó vào để hoạt động như thế nào. Nếu mà chúng ta không biết cái gì để mở da, đưa oxy xuống dưới bề mặt da để làm gì, và cái gì để khóa ổ viêm, và cái gì để làm ngăn ngừa tình trạng kích ứng, vậy thì cái gì sẽ phục hồi, cái gì để nuôi dưỡng, cái gì để tái tạo lại hàng rào. Thì khi các bạn vào cái khóa học chuyên sâu, các bạn sẽ không bao giờ nghe được những cái thuật ngữ đó, và các bạn cũng không hiểu. Vậy thì trước tiên các bạn đi vào cái khóa điều trị chuyên sâu cho tất cả bệnh lý chuẩn y khoa của Bích, thì các bạn đều phải đi qua cái khóa học hoạt chất cùng với Bích. Nhưng một cái điều này nó ứng dụng cực kỳ đơn giản, vì Bích đã xây dựng cái khóa học hoạt chất online rồi. Và cái hoạt chất online này các bạn cũng đạt chất lượng như chúng ta offline. Vì cuối tuần Bích sẽ mở những cái buổi Zoom trao đổi, trả lời và chia sẻ trực tiếp cho các bạn. Khi các bạn bước vào cái khóa điều trị chuyên sâu, tham gia những cái buổi thực hành, đều phải đi qua cái lớp hoạt chất ứng dụng vào trong cái việc điều trị theo kiểu hoạt chất dược mỹ phẩm mà Bích đã xây dựng cái khóa học. Các bạn cần lưu ý ha. Thế thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Follow Bích để có thêm nhiều kiến thức về ngành spa nha.